Chào các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn qua bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay, mùng 6 tháng 4. Quý vị và các bạn cũng có thể đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn đến với những thông tin chi tiết. Các bạn thân mến, tiếp tục với phần điểm tin bóng đá trưa ngày hôm nay, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Huấn luyện viên Indonesia bình luận bất ngờ sau khi chung bảng với Việt Nam ở SEA 31. U17 Việt Nam có trận thắng đầu tiên ở Đức Hôm nay Barca đích thân thuyết phục một cầu thủ đá Cagliari 31. Cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam khẳng định u 13 Việt Nam đủ sức vô địch Cagliari 31. Mời các bạn cùng đón nghe. Đội bóng trẻ Việt Nam có trận thắng đầu tiên ở Đức. Các bạn thân mến, đội tuyển u 17 Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tay trong chuyến tập vấn ở Đức. Ngày hôm qua thì các cầu thủ u 17 Việt Nam đã bước vào cuộc đối đầu với U.16 FC Köln International. Lực lượng của họ bao gồm những cầu thủ từ nhiều quốc gia khác nhau đang tham gia một dự án tại FC Köln kéo dài khoảng 3-4 tháng. FC Köln International dù có thể hình tốt hơn so với U17 Việt Nam, nhưng điều đó không hề làm các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lo lắng. U17 Việt Nam đem đến màn trình diễn vô cùng ấn tượng bằng những mảng miếng sáng tạo. Vấn đề mà U17 Việt Nam gặp phải trước FC Köln International chính là khâu dứt điểm. Các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn đáng lẽ phải ghi nhiều hơn 3 bàn. Nếu tận dụng tốt cơ hội, trong khi đó FC Köln International chỉ có đúng một lần tìm đường vào mảnh lưới của U17 Việt Nam. Chiến thắng với tỷ số 3-1 trước FC Köln International chính là thắng lợi đầu tiên của U17 Việt Nam trong chuyến tập huấn ở Đức. Trước đó thì như đã biết là thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gặp các đối thủ đáng gờm như U16 Dachbun, U16 Frankfurt Huấn luyện viên Indonesia Sianayang phát biểu bất ngờ sau khi chung bảng với Việt Nam ở Sigas 31. Quý vị và các bạn thân mến, màn đọ sức giữa U 23 Việt Nam và U 23 Indonesia tại vòng bảng Sigas 31 nhận được nhiều sự quan tâm. Sáng ngày hôm nay, như đã chuyển đến các bạn là lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam Sigas 31 diễn ra tại Hà Nội. U 3 Việt Nam cùng bảng A với Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Sau khi có kết quả bốc thăm, huấn luyện viên đội tuyển Indonesia là ông Sianayang một đội bóng được đánh giá là cạnh tranh tấm huy chương vàng SEA Games 31 với Việt Nam đã nhận định. Nhìn vào tương quan các đội đối thủ khó nhằn nhất mà chúng tôi sẽ phải đối mặt chỉ có thể là Việt Nam. Dù vậy thì đội tuyển không bao giờ đánh thấp Myanmar, Philippines cả Đông Timor bởi họ thường xuyên là những kẻ ngang đường. Indonesia chung bảng A Việt Nam giống như kỳ hội trước, hồi năm 2019 chúng tôi hai lần thua Việt Nam, đứng nhì bảng rồi giành tấm huy chương bạc chung cuộc Tại SEA 2017, hai đội cũng chung bảng và khi đó Indonesia giành huy chương đồng. Trong khi đó thì truyền thông của Indonesia cho biết là mục tiêu của đội thứ ba tại SEA Games lần này là giành tấm huy chương vàng. Đây là nhiệm vụ mà họ được Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia là ông Amali giao cho trong ngày công bố danh sách tham dự đại hội. Lần gần nhất bóng đá nam Indonesia giành huy chương vàng ở SEA Games là năm 1991. Tại SEA Games 2019, như đã nói ở trên, Indonesia thua Việt Nam với tỷ số 0-3 ở trận chung kết. Để chinh phục tấm huy chương vàng SEAGS 31, thầy trò ông Sidang sẽ đến Hàn Quốc tập huấn vào đầu tháng 4 với phần lớn các cầu thủ từng thi đấu ở AFF Cup 2021 vừa qua. Bảng B bóng đá nam SEAGS 31 có sự có mặt của Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào. Tờ Bola của Indonesia cho rằng đây là bảng đấu khó nhằn với 3 tên tuổi của khu vực bên cạnh Campuchia từng vào bán kết SEAGS 30. U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ gặp nhau ở trận mở màn Si Games 31 ngày 6 tháng 5 trên sân vận động Việt trì ở phú thọ. loạt trận vòng bảng diễn ra đến hết ngày 16 tháng 5. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Trận chung kết diễn ra ngày 22 tháng 5 trên sân vận động mỹ đình. Thể ba đích thân thuyết phục một cầu thủ đá Si Games 31. Các bạn thân mến, Houthi đang chờ đợi cái gật đầu của cầu thủ tuyển Việt Nam cho danh sách những cầu thủ trên 23 tuổi dự Si Games 31. SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5 tới, trong đó thì môn bóng đá nam. Kỳ hội lần này sẽ có 10 đội tham dự thay vì 11 đội như thường lệ. Đại. đại diện Đông Nam Á duy nhất không tham dự là Brunei. u Việt Nam cũng vừa có danh sách triệu tập cho SEA Games 31. Thầy trò ông Park Hang-seo nhận nhiệm vụ là giành huy chương vàng ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Bản danh sách mà ông thầy ngàn Quốc vừa công bố vẫn để chống 3 cầu thủ trên 23 tuổi Mới đây thì huấn luyện Park đã đích thân gọi điện để thuyết phục Hùng Dũng lên đội tuyển U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đang chờ đợi cái gật đầu từ đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Hùng Dũng đang là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Nếu có sự có mặt của Hùng Dũng, sức mạnh của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tăng lên đáng kể. Hùng Dũng cũng vừa cùng đội tuyển quốc gia trở về từ Nhật Bản. Ở trận đấu mới nhất trên sân đằng đẫy, tiền vệ này đã góp công vào chiến thắng của các đội bộ Nội trước Việt Theo. Trở lại với đội tuyển U3 Việt Nam, toàn đội sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 7 tháng 4. Văn Toản và đồng đội sẽ có trận giao hữu quốc tế nhằm chạy đà cho SIGIS 31. Sau giải này thì vị huấn luyện viên tuyển trưởng của tuyển U3 Việt Nam cũng sẽ thay đổi. Cụ thể là ông Gong Okyun sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng do huấn luyện Park Seo để lại. Mới đây thì tân thuyền trưởng U3 Việt Nam cũng đã có những cuộc chia sẻ đáng chú ý. Lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi chính thức làm huấn luyện viên trưởng cho một đội bóng, tôi sẽ giúp cho ông Park Seo thật tốt ở SEA và sau đó, tập trung cho giải đấu tiếp theo, tôi sẽ nỗ lực hết mình để tiếp nối thành tích của UBA Việt Nam. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam khẳng định UBA Việt Nam đủ sức vô địch Cigiis 31. Các bạn thân mến, UBA Việt Nam đủ tầm giành ngôi vô địch tại Cigiis 31. Đó là những chia sẻ của cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc. Đánh giá về bản danh sách mà Huấn luyện Park Seo đã lên để triệu tập đội tuyển UBA Việt Nam lứa cầu thủ này là không quá đặc biệt trong mắt giới chuyên môn và người mộ. Chia sẻ về việc này thì cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Nam Phúc cho biết bóng đá trẻ luôn thiếu sự ổn định, bóng đá trẻ cũng mỗi lứa mỗi khác. Đào tạo trẻ không phải lúa trời mà cứ chờ mà gặt, đào tạo trẻ phải vun vén, chăm bẫm kỳ công. Cùng với đó là các đội bóng trẻ đều có chỉ số duy trì một lực lượng nhất định trong vòng 2-3 năm. Vì thế, đừng lấy thành tích của lứa trước mà so đọ với thế hệ sau Thành tích ở một giải đấu trước đó như vòng chung kết U23 châu Á hay SIGIS 2019 không thể là cơ sở hay thước đo đánh giá chính xác sức mạnh của lứa trẻ bây giờ. Cái tên U23 giữ nguyên nhưng lực lượng cấu thành bên trong đó đã có nhiều sự thay đổi. U23 Việt Nam hiện tại cũng như vậy. Thế hệ hiện tại đang thi đấu cho U23 Việt Nam sinh năm 1999 đến năm 2001. Văn hậu cầu thủ duy nhất được xem là gạch nối giữa các thế hệ này. Tại vòng chung kết U3 Châu Á 2018 ở Thường Châu và Sigis 30, với thẻ bây giờ không thể có mặt vì chấn thương. Nếu lứa trẻ bóng đá Việt Nam đã khác thì các đội U3 khu vực cũng sẽ khác. Mỗi đội đều có những biến chuyển riêng của mình. Tuy nhiên cái thiếu lớn nhất của những cầu thủ trong độ tuổi 1999, 2001 chính là thi đấu cọ sát. Họ chủ yếu đã dự bị ở câu lạc bộ, qua quá ít trận đấu những giải đấu thực chiến. Những hồ tấn tài Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Quang Hải, Hoàng Đức, Hà Đức Trinh, Nguyễn Tiến Linh đều đã dự U20 World Cup năm 2017. Chính giải đấu tầm vóc thế giới đã cháng men cho họ, cứng cáp làm nòng cốt cho đội tuyển quốc gia trong thời gian qua. Vậy nên, với đội tuyển u 3 Việt Nam vào lúc này, hy vọng ông Park sẽ có cách để kết hợp các nhân tố với nhau. Bóng đá cũng có những bất ngờ, biến số khó lường, bóng đá trẻ cũng luôn tạo ra nhiều thú vị khi luôn có những cầu thủ tài không đợi tuổi. Bất ngờ tỏa sáng. Chia sẻ về cơ hội là liệu u 23 Việt Nam có hoàn thành trọng trách bảo vệ tấm huy chương vàng CIGS hay không? Huấn luyện viên Hoàng Lăng Phúc đánh giá: Theo tôi thì sau vòng loại thứ ba World Cup 2022, bóng đá Việt Nam nghĩ đến những chặng đường xa hơn, những thuận lợi đã có, tiền đề đã được tạo ra. Từ đó, bóng đá nước nhà dứt khoát phải dựa vào đó, tìm ra giải pháp, lộ trình để đi trên con đường lớn. CIGS có thể vẫn quan trọng vì nó như bước đệm cho quá trình phát triển. Đội tuyển U3 cũng là thế hệ kế cận cho đội tuyển quốc gia. Với kỳ SEA Games sắp tới, tôi nghĩ U3 Việt Nam sẽ bảo vệ được tấm huy chương vàng cho dù không thể dễ như ăn kẹo như hồi năm 2019. Về cơ bản thì khi có những quân số ở độ tuổi đội tuyển quốc gia trở về sẽ giúp tạo ra bộ khung ổn định. Những Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình hay Lê Văn Xuân sẽ ra cố vững chắc cho đội hình. Thêm vào đó, với việc bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi sẽ giúp cho ông Park Hang-seo có được nguồn lực dồi dào cho mình. Hạn chế lớn nhất của đội U3 Việt Nam nằm ở khâu tổ chức tấn công, không có tiền đạo đẳng cấp. Thiếu gì sẽ bổ sung đó, tôi cho rằng Đỗ Hồng Dũng sẽ là cái tiền được ông Park dành cho suất đầu tiên. Hùng Dũng sẽ đóng vai trò cầm trịch, tổ chức lối chơi như đã từng thể hiện ở SEA năm 2019. Tiến Linh sẽ dành cho vị trí trung phong nhận trách nhiệm ghi bàn. Nếu Quang Hải chưa đi nước ngoài sau khi hợp đồng với Hà Nội thì tiền vệ này sẽ được chuyển tên. Trong trường hợp không có Quang Hải thì Hoàng Đức sẽ là người thay thế. Tôi cho rằng có thể sẽ không dễ dàng nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đủ sức, đủ tầm vóc để hoàn thành trọng trách lấy tấm huy chương vàng SEA Vấn đề cốt lõi ở đây không chỉ là SEA mà bóng đá Việt Nam phải nghĩ đến những cái đích cao hơn cho tương lai. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay, mùng 6 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.